អញ្ជើញអង្គជុះអង្គជំនះប្រកាសបន្តក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាសូមអញ្ជើញមេធាវីកាពីក្តីបន្តឡើងធ្វើអធិប្បាយ Je vous remercie, Monsieur le Président. La Défense a profité de la pause pour étudier les différents documents qui lui avaient été remis ce matin par l'un des groupes de partis civils. Vous me permettrez dès lors, Monsieur le Président, par rapport à l'ordre chronologique que je suivais depuis ce matin, de revenir notamment sur la partie civile E230. Je n'ai pas encore évoqué cette partie civile, je l'avais laissée, si vous me permettez cette expression, de côté pour pouvoir étudier des documents la concernant. Il se trouve que malgré ces documents, la Défense maintient la position qui a toujours été la sienne. En effet, la plaignante fait état de ses deux frères et de sa belle-sœur qui auraient été détenus et tués à S21. Il s'avère que la plaignante et les victimes portent un nom légèrement similaire. Cependant, nous estimons que la preuve du lien de parenté n'est pas au cas particulier rapporté. De même, la plaignante a versé au dossier un certain nombre de photos. Ces photos nous paraissent être des éléments insuffisants pour établir que les victimes ont bien été détenues à S21. Monsieur le Président, dans ce dossier, il s'agit de Madame Nguyen Kim Ern, qui a perdu en effet ses deux frères, Nam Kui et Nam Chang, ainsi que l'épouse de Chang, Duam Rom. Je pense que le lien avec S21 est incontestable. Nous avons en effet les photographies qui avaient été versées au débat, dans un premier temps, photographie de S21. Ces photographies étant contestées, nous avons sollicité auprès de la direction de S21 la certification de la provenance de ces photographies. Et nous avons reçu l'attestation du chef et chef adjoint du bureau de dépôt de documents du musée de génocide de Tuzlan qui atteste que les photos des prisonniers détenus à S21 sous le numéro 00984. Je vais regarder en même temps, Monsieur le Président, si vous me permettez, ces photographies, car en effet, l'attestation porte aussi sur un autre dossier. Donc, je ne voudrais pas que ce dossier soit mélangé à ce dernier. Donc, pour notre part, pour ce dossier particulier, c'est le numéro donc 02045 et le numéro 02147, photographie que nous avons là et qui ont été remises à la Défense et photographie qui ainsi que documents qui vont être remis par voie de requête, par la voie normale, donc auprès de votre tribunal. Alors, en l'occurrence, nous estimons donc
J'ai remarqué que non, mais c'est à la côte ERN 0136. Alors attendez, je vais vous donner plutôt la côte en Khmer, je pense que ce sera plus simple. 0 0 2 7 3 1 4 0 0 2 7 3 3 14. Je pense qu'en effet, il n'y a donc aucun problème pour que le lien avec S21 soit reconnu. Photographie ainsi que biographie. 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2 7 3 0 1 0 0 2
ស្រីថ្លៃសំឡេងគឺសិក្តីសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងជាស្នាក់កម្មដែលទទួលរងដោយគោលក្តីរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចចោតសួរបានទេគឺពិតជាមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធដូច្នេះហើយគឺមានការបង្កប់នៅការឈឺចាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គោលក្តីរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីថ្លៃ La partie civile de son grand-père, M. Puig Kim, a été tué à Cholslein, car elle indique avoir vu la photo de Fleurisson à Cholslein. La défense ne peut que constater que la partie civile ne produit pas au dossier cette photo et que la partie civile également nous rapportons preuve de ce que M. Puig Kim, la victime, était son grand-père. Aucun document provenant de Fleurisson n'est fourni. Enfin, il faut également mentionner que le nom de M. Puig Kim n'apparaît nullement sur la liste des prisonniers de S21. គឺយើងមានឯកសារគឺមានប្រវត្តិរូបអ្នកទោសចប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21ដែលមានឈ្មោះភិកកឹមហៅសិនហើយនឹងយើងមានរូបថតដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណផកគាត់ដែលមានពាក់ផ្លាកលេខ7នៅក្នុងនោះយើងក៏មានអត្តសញ្ញាណនៃការចងអល់បង្ហាញរបស់ដើមម្ដងរបស់វេនីដែលគាត់ចងអល់បង្ហាញថាឲ្យ រូបថតដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរស-21ហ្នឹងក៏បានទៅស-21ហើយក៏គាត់បានឲ្យស្វែងរករូបថតគាត់ក៏បានទទួលឃើញ
Nick chim 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 La partie civile, E2, barre de fraction 62, indique que ces deux frères auraient été arrêtés et tués à Tjolsleng. Elle verse au dossier une photo d'elle-même prise à Tjolsleng devant une photo d'une personne qu'elle indique être son frère. Cependant, aucun élément au dossier
hỏi quạt bằng chẹt thằng con nó cứ chẹp ôn pro bom pro rồi bỏ quạt hỏi chẳng nào cái đó ấy mình miền thiệt xong chẳng lái đặt nhạc nông sầm nồng rương bắt đầu chẹp học tăng bằng chẹt âm pi chầm nong sạch nhiệt ở tề bật than từ lời chầm nồng nỉ miền tây vi cà phê đầy xong cặp xong quạt phòng đại thà tăng pi chầm mà phòn trầm bồn rồi chẹt sập trầm muối cứ nong khai mị nỉ tam mốc cứ quạt từ tua con đớp học học trớp này nỉ ra đầy đầy hơi ở đây đây đang mình đang lo về ni quạt nơi đầm bòn nụ phong đài nơi vùng phiền phong đài hỏi mình miền ca bằng chiếc âm pi ca bằng chun bộc cô na môi châu một nông mình tì nị tì mình tì son sọc son phải mùi chơi mình vì đầm nàng đang mình đang lo mình còn mùi sau một con lộc thiên tẹt toang tâm nàng đang mình đang lo về ni ep sla học sấp pi hâm mầm chơi đầm bông nên chấm son bằng hai pi chấm nội đẹp bẹp pon tâm nông mình tì son phải mùi tẹt tông nâng nâng chậm lại đẹp bẹp pon nâng dương cổm bẹp pon nâng ai cả xa dương cổm miên ai cả xa đẹp bẹp pon nâng nâng bọt rụt té có bàn tay dương miên ai cả xa đẹp bẹp pon nâng nâng rụt thọt miên này ta quạt miên rụt thọt đại miên phạ bẹp phạ lệ pi rồi đập bầm bớl hay nâng miên dương tẹt tông nâng rụt thọt ní cứ dương ban bọt phộp mau đại pi bọt pon internet đấy hay nâng nâng bọt pon nâng cứ dương ban xoay rồi bọt phộp này ai cả xa đại kệ đại tha rụt thọt đại tạ bẹ bấm chậm đôi anh sa cam chia nó không nóng cứ ban bằng hai nhỉ ba hai thằng bọc con nó cứ rồi đọ tranh mọc pi tì tua sải hay nó không nóng anh sa nó cứ dương miên bọc phộng nó đại bạch chẹt tha bọc con đại miên đục phim nó không nóng nó cứ quật chẹt bọc con đại chọn nó không tì tua sải hay chờ nói môi tiệt đại dương căn là bạc bằng hai căn là bạc mũi tiết cứ sạch nhiệt bọc cọt để chị đang một nắng rộp về ni để cọt ban an thác cọt chị sạch nhiệt tại môi chị sạch nhiệt bò hơi lục thọt ní đại miên nước nông mình ti xòm phay môi nốt cứ cọt ban là tới chồng ơi bằng hai nhàng chị ba bị phân phiện bong tới chị bong pro bọc cọt đại miên chọn nước nông mình ti tua sải nổ ní cứ chị chồng nói đại bẹp con tên nắng mình ti xòm phay môi tẹt tông tân nâng chậm lại để bẹp pon tân nâng sạch nhiệt tẹt tông nâng bọc cô ni đá cất cọ ban đi rập đất cất thả tam cá sầm phê chậm mũi cất cứ cất ban rập thả bông ôn cất pin nè đã bật luôn đôi đã vậy để mê thập vị cà phê cất ban lực lang anh chậm cất bàn tay chạy đây để nhộng bốc nhom ban sầm phê chậm mũi cất thả nè để cất rập khơi nút cứ cất rập khơi nè để sập nút tay mà nè cất cứ bông cất mua sang cầm liền hay tẹt tông nâng sang cầm liền ni tiết tông là tạ sinh nhán nó bọc cọt bởi vì hiện tại dương thân tham viên miếng phiệp thay khi nên nó ai cả sao để khi mang bọc cọt chun tới ở metavi cà phê đây vì miếng phiệp khó khi nên toàn thả à tạ sinh nhán nó ban bọc cọt nó prapi hâm mỏng ai chẳng nãy nó không ở sập bọt cầm nát cứ chung mua hâm mỏng đã sợ xe đã sợ khó khi nên mỗi hâm mỏng đã sợ ốm mỗi tiết hâm mỏng là pi mỏ đã sợ nằng mỏ hâm mỏng nên cái chế phép khóc này để cắt miên là hay tại toàn nông phép khóc này này cứ bùm mén chỉ cầm họ bóc con nó không cắt đại cả sai cứ chỉ cầm họ môi để tại toàn tận nông than là phép nó không bắt tay cầm bị chia cái số máy là bóc cầm chia thập tái dựng đăng ngay thả bóc con chết đăng môi chấm nôn mình tre ta nó con than để chết đăng cho bóc môi chấm nôn cứ tre bàn bật bong chỉ vật ở hay cứ nó sẽ sau tại bọc cô đại mình cùng sơ đại cùng sơ che đắng này rồi cho nên hãy tẹt tông tân nâng cao cho mua cả đại cả xa ấy để có phơ nâng cứ tay tầm miên cá phon trở lòng hay bẹp phon trở bối nâng con đây nên trong tiết sau nâng có cứ chỉ bọc cô đại mình sơ che soi rồi cho nên hãy có một ban phần mình mơ tháp phép khóc nia rồi viếng ai cả xa từng pin nâng cả lang đau giằng mãi chê chân cứ chỉ chậm nội mỗi đại bị chia porot dương đại nó sẽ sau cứ chỉ bọc cô lại akra cam chẳng ní cứ chỉ chậm nói môi để xong mở lục thiên mới tập chân nè hay mẹ con nâng phim khóc niên ní bọn ba mình chị ấy con đây ở bong pro bọc con nâng chung mua sang cầm liền nâng bọn bạn bật bong con pin nè cứ sang cầm liền nâng sang sang cầm lên nè để con rock hơi nâng nồng tí xong phơi môi nâng cứ sang cầm liền phim khóc niên ní cứ ban bằng hang ấy chậm nói để niên nhắm trong bằng hang nâng cứ đợi xa ta phim khóc niên này tua so hâm mông nâng nồng ạ tại nhà bán cứ sẽ trầm trồ nâng nâng ấy bờ sập chỉ muốn nâng ấy bị bẩn đằng ai chậm này chờ sập bật bên chợ cầm nát ní cứ bằng hang bị phep khó khăn nhất là viên cọp ra từ cô bọc cốt cứ hâm là cọp phở hâm mầm ai chậm này bong bọc cốt nâng bán vừa cáp lát đôi chung mua đợi đặt từ cô thà
sang cầm liềng sang cầm liềng này cứ sang nó đã do chúng mua hờ bọc bọc cốt mà phơi chỉ tập cầu này cứ chỉ chấm nói phép lại cái này rồi viên con đây niên khi nhom mình tha rồi mình tha con đây niên khi nhom mà hầm mông có đôi chỉ con đây xem tiện đại đại miên chúng mua học này ní đại sao tập phép phải luôn này được bọc cam phải chia thập tay nữa có đôi chỉ mà đo về bạch bón nó cứ miên phép phải luôn hai đôi chân này hai miên cá lắc đôi chúng mua ai cá lắc đôi chúng mua nó cứ dương thưa cá lắc đôi đời cùng dương ngọt miên ăn miên ban lắc đôi đời sna xong tại nhà thôi đôi giờ gặp cái số máy môn được gọi số máy cao rồi bạch bón này vốn ní cứ chỉ phép khóc này đại bạch chia bồ rốt tay để thưa cá đặt lắc đôi tam tại chợ về cá tứ miên cá khóc này đời ở nhà thôi nó còn ăn ban ở sắp xa từ lơ chúng mua ban lót của quận của xe chúng mua nó cứ anh miên cá phong trở lòng ở trên đấy chỉ chầm nổi mới đấy nên nhâm xong chầm đẹp chuôn lộc vật thiên tiện tông tân đang ở chầm nổi ní ai chầm nổi tiện tông đang hâm mâm đang tiện nên nhâm đang thưa cá xoay rồi ai cả xa bậc thang tiện đang bay mà phải chuyện ở căn tại chợ ba tha bậc cô nó bất chìm miên tầm nhẹ tầm nóng chìm mũi kia bị pro tha rồi bậc sân chìm mình miên cá tầm nhẹ tầm nóng kia té có con đây nên nhâm hâm mâm đang mình ai trong trăm phân phía ư của một ngọn nước non rụt thọt nó cứ chỉ bong pro bọc cọt này tại sao chấm nợ ní hay cứ chỉ chấm nợ đây sầm khăn phụ ấy còn mình ai tới chấm oi bọc cô xây bọc cô co rồi co kho na mũi tha chỉ bong pro bọc cọt đấy cứ cọt chỉ oi lu ta tới chỉ bong pro bọc cọt tới bằng cọt chẳng oi bằng hàng nên cứ chỉ chấm nợ mũi đây sầm khăn mình chẹp pi ở tầm nẹt tầm nón bọc cọt tại nón mà cọt miếng phèp rồng chua chặt vừa cọt nắng rồng chua chặt miếng ca lộc bạ chặt tại sao khơi bong cọt cọt ca tục tại sao khơi bong pro bọc cọt nắng sập nước nông tì xòm phơi mũi đây tự rong tự rong cam tự thung bằng phật nên khi nhom cọt xôm sna sna som đo lộc bát thiên đấy som sna som oai lộc bát thiên sna som lộc bát thiên có đôi chỉ lộc lộc sợi chạy cầm chiếc nòng an trả chiếc nòng không xa sầm nà ca ni phong đấy đầm bay từ tua yộn nư đam một đằng rót vào về ni chỉ tràn đại quật phía tràn cứ quật âm minh ai cả xa cột quan cứ quật minh ai cả xa mùi phía tôi bấm phật đại quật ai chơi nâng người bằng hai thắc quật minh tầm nẹt tầm non có đôi chỉ ai cả xa đại bẹp pon tân nâng một tí som phơi mùi vì phố tha đôi chỉ mê từ vị đam đằng rót vào về ni cầm bay quật bàn lực lắm vì đầm bóng ấy thà ai cả sa phía tràn cứ tự ban bật bằng ai cả sa phía tràn cứ tự ban nơi do tự vạch chập ai cả sa bằng tì xong phải mỗi tự ban vạch chập nơi vạch chập nôm vạch chập ai xem xem nơi không mấy cai được bao cam chia chia thập tài ai chầm này ai cả sa mỗi chầm nôn tiệt đại bẹp con tân nâng tầm nhẹ tầm non rồi bao đam đằng rồi bảo vệ nì rồi dân khơi nhai thả tổng công mai dân môn sầm mấy cam chia thập tài dân còn miên ai cả sa mỗi chầm nôn này của phần tay đại sa phía คลายรออาระบบประชีพประวัติยังนักน้องกาได้ถนัดดักงอมหรือก็องการะบบการเจ็ดเจ็ดทับไตนั่งกดมันเลยทวกาตามดานสลายเรื่องประวัติรุกลำบากยากตะกุ่มใจเจ้าแต่สาเพียบไปคลายบอกก่อนนั่งไอ้ทวายก่อนนั่งสำไรจัดนักน้องกาผมพลายไอ้กระซาได้ก่อนเมียนก็ลองเมาเจ้าอ๋อดูที่ไหนให้เราไปปัจจุบันนี้ยังเหมือนอายุไอ้กระซ่าหรือกระโรไอ้กระซ่าหน้ามุ้ยดำใบมาบันเจาะทางกอดกึ่งมีนตำเนี่ยตำน้องจมูกบกโกหรือกระคอหรือก็จะบกโกแหลมมีนนักน้องเหมือนตีซอมไพ่มวยอันนี้ก็จะจมหน่อยมวยแต่นี่ช่างจังจมเรียบจุนดอกอังสันนาก้าก็ดำใบน้องกาพิจารณาตะเลกระตานี่นี่ก็จะสถานะเพียบเจาะสไตล์ในการเมียนโดยสมอากรลบเทียนเจิงมีตวีกาเพียกระไดบรรโตLa partie civile E2, barre de fraction 63, fait état du fait que son beau-frère, M. Pleng Oui, aurait été détenu et tué à S21. Malgré les documents qui nous ont été donnés ce matin,La défense estime que ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve du lien de parenté entre la plaignante et la victime, de même si la défense ne rapporte pas la preuve du lien de parenté entre la plaignante et la victime, elle était détenue à S21.Et la défense ne peut que constater que le nom de Pleng n'apparaît pas sur la liste des prisonniers de S21. Le procureur de la République a été nommé pour juger le dossier de S21. Oui, Monsieur le Président.
Nous avons en effet remis ce matin la défense un nouveau document, soit une attestation du maire de la commune de notre cliente attestant de son lien de parenté avec son beau-frère. Bien entendu, nous estimons pour notre part que cet élément est probant en ce qui concerne le lien de parenté. Quant au lien avec un cementerien, c'est en effet une des personnes que nous n'avons pas retrouvées dans le cadre de la liste, et cela malgré toutes nos recherches. Et l'information que nous tenons, la seule information que nous tenons en ce qui concerne cette personne sont les indications données par la cliente elle-même qui a indiqué dans sa déclaration de 1978, quelqu'un lui a envoyé la photo de son frère, les deux mains attachées avec une main, les pieds attachés par des chaînes, le ventre coupé et ouvert. Il est mort comme un sauvage. Mon mari et moi avons été très effrayés. Nous avons cette déclaration. Vous avez le lien de parenté. Je laisse à la cour le soin d'apprécier dans ce cas spécifique. La partie civile E2, barre de fraction 64, indique que son nom, M. Chef-Barreau et sa tante, Mme Cuthford, ainsi que cinq de ses cousins, auraient été détenus et tués à Tulslein. Cependant, aucun élément ne produit au dossier pour démontrer le lien de parenté entre la cliente et les victimes. De même, la défense estime que les documents produits ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve que les victimes aient été tuées à Tulslein. La partie civile fait notamment état d'une photo que la cliente n'a jamais été à ce jour encore produite. Il est également fait état d'une biographie de M. Chef-Barreau, mais en fait il s'agit d'un document qui a été recopié à la main par la partie civile et qui est nullement un document qui provient de S21. Enfin, là encore, la défense n'a pu constater que le nom de M. Chef-Barreau n'apparaît pas sur la liste des prisonniers de S21. មួយរូបនៅក្នុងនេះគឺมันមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសនៅសម២មួយនោះទេជើញមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋមេក្រមួយក្រុមមួយ7ក្រុមពីរក្រុមពីរសូមអរគុណលោកប្រធានហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបំភ្លឺចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមានពាក្យបណ្ដឹងលេខ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះមេត្តាជៀបថាឈ្មោះជនរងគ្រោះនេះគឺមានឈ្មោះតែខុនផនទេហើយខុនផននឹងគឺមានប្តីឈ្មោះជៀបបារោហើយជៀបបារោនឹងត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ជៀបញ៉ាប់ហើយជៀបញ៉ាប់នឹងត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់ញ៉ាប់ កំស្រីអញ្ចឹងងឹបញ៉ាប់កំស្រីនេះគឺជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហើយញ៉ាប់កំស្រីនេះត្រូវជាក្មួយរបស់ជាបារោហើយជាបារោនេះមានប្រពន្ធឈ្មោះខុតផនអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងសម័យនោះគាត់ដឹងថាខុតផនដែលជាប្រពន្ធជាបារោនឹងមានកូន 5 នាក់រស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងនោះអញ្ចឹងការដែលយកទៅសម្លាប់ចោលយកទៅឃុំឃាំងនៅមន្ទីរទួលស្លែងនេះគឺថាអត់
mình miên khơi ai cả xá tẹt tôn tôn nắng chia bà rô tề co vận tải miên ai cả xá mình bên dưới ai cả xá thì miên bằng chí nẹp tô nơi còn tua sải miên tài chúa khốt phan tài bản nào tề khốt phan đại chia để tao chia bà phôn rồi bớt chia bà rô hai được thế khi ông zoom chun ai cả xá chỉ tao chết nơi bằng chí chúa nẹp tố đại trâu mang cái sầm láp nơi tua sơn láng đại miền chúa nẹp dây khốt phón đại trâu chia bờ phun đồ bao chia bà rố hỡi chúng nông xôm chun ai cả xa bình thám tẹt tôn tôn nâng chia bà rố đại trâu chia đây đồ bao khốn phón đi đồng bây ở chỗ ba tài chia bà rố miền bờ phun chúa khốn phón hỡi miền khơi khốn phón miền bình chi nông nông bình chi chúa là sầm lạp nẹp tô nông bình ti tua sải hơi chiệp bà rô nếu cứ trâu chiệp bom một cái rồi bom ôn một cái rồi bom chiệp nhấp hơi chiệp nhấp trâu chiệp bốc một cái rồi bom nhấp cầm sì và hai đứa này xôm mà ông chồng tôi bị ta từ tua vô đôi anh tôi xôm ao cồn chơi medvika phía cái đây mình to La partie civile E2 barre de fraction 65 fait état d'un homme mort en 1977 à F21 qui n'avons dans ce dossier même pas le nom de l'oncle en question et dès lors la défense considère que la preuve du lien de parenté et la preuve de ce que cet oncle dont nous ne connaissons pas le nom et puis être détenu à F21 ne sont pas au cas particulier établi. Chers amis, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Monsieur le Président, nous sommes dans un cas tout à fait particulier. Et me semble-t-il, il est tout à fait révélateur de ce qui peut se passer dans certaines familles et pour certaines de nos parties civiles. En effet, n'ayant aucun document dans ce dossier, nous avons rencontré tout récemment notre cliente. Nous l'avons rencontré afin justement de mettre au point ce dossier. Il s'avère que cette personne a reçu des injonctions de sa famille. Des injonctions de sa famille qui s'opposent à sa constitution de parti civil. Et elle ne veut pas s'opposer à sa famille. Dans ces conditions, nous lui avons indiqué quelles étaient ses possibilités, soit le maintien de sa constitution, soit de revenir et se désister de sa constitution de parti civil. Cela lui a été indiqué. Elle a demandé à réfléchir. Elle doit, dans le courant de cette semaine, nous adresser sa décision finale. Je me permettrai, Monsieur le Président, si vous me permettez, à ce moment-là, de vous indiquer la décision de maintenir. Chơi mình thì bị cà phê cái đây mình to. La partie civile E2 77 indique que son oncle, Monsieur Sok Bun, a été tué à F21. Nous n'avons cependant pour cette partie civile aucun élément au dossier qui établit que ce lien de parenté đàm mà đằng rục này đại ai bệnh chẹt chầm non sạch nhiệt rứa có ai bằng hang thả chun rồng cua bứt chè bàn chọp khom nơi xò mà phầy mùi cứ bú sọc buồn sông cột lâu bát thiên đằng ăn chầm non chầm rẽ sả đầm bông đèo môi chưa ti cột lục đã tông tân đằng sầm non mờ rương rồi bọt đam mà đằng rập vào về ní pi là chật sấp đại không nút bọt ban đã bị bệnh đằng đời xa
quạt cất thả ở bốc mì rồi bỏ đại sao ở bốc mì rồi bỏ quạt trợ ban chắp hay nâng không khuôn bồng tăng sầm lạp nơi cột tua sải cơm mê tập vì rồi bỏ dưng khi nhóm ban chơi diêm nơi nông ca sao chơi rồi ai cả xa tẹt tôn chơi mui nâng cả không khuôn rồi bỏ quạt nơi mình ti so một hơi muối hai cọ đôi chia ở ai cả xa xem để ai có đo bò mình bánh chẹp bị phanh hà này hai dưng khi nhóm ban chơi diêm sao chơi mơ nơi nông bánh chi rồi bỏ sạp bị nhá bánh chi nhẹ tôn luôn rồi bỏ sạp bị nhá dưng khi nhóm ban rồi hơi chơi mui nhẹ tôn muối để mình chơi mui đôi khỉ cứ chơi mua sọc bôn đôi khỉ nơi nông lệ riêng tì làm buôn bón làm rồi hà sập làm mùi có bàn tay nơi bay đại công dân trong ban phước ca bị nứt từ lớp bò miền lồng ất tẹt tông chỉ mùi nâng mua nẹt tô rụng ní hai một tiếp tiếp chỉ mùi nâng mua nẹt tô đại miền nơi nông mua ở chân rồng cua đại miền nơi nông bị mặt đằng rập bò đam mặt đằng rập bò về ní dân khơi tha bò miền cứ mặt đôi khnết tì dân trong mặt đằng tha tao bên miền ca con chả lắm nơi nông ca tụ ban bò miền rưỡi coi dạng ná tế có bàn tay dân trong sông tục cả từng anh đi chun đón ông chủ nông chủ rẽ chỉ nhận bị cha đàn à có vận tải rồi sân bao dương bị hiệp từ lớp qua làm miền đại công đây nhưng khi ông bạn đó chun ông chủ nông chủ rẽ nơi nông bịa bận đang được bọc quát dương nâng khơi nơi nông bịa bận đang được bọc quát quát ban mình che thả nơi cai mọc nơi đam chín năm một quan bồng buồn rồi chết sập làm bấy chmu rươn chia bờ thiên đồng ban mà rồi bấy bạn có hai bờ chia chôn nâng bờ thiên phúng mê khôm nơi nông khôm rồi ha chẳng óc mọc bờ chúng đau từ hiên miên sâu tai cầm lưng diềm mình áo nhẹ nam mình nhẹ trên châu tề sông bay tại bát trường tôi thông qua mình bàn đài bê bờ chôm chóp phụ việt bàn hai chú muông rồng hóm cúng chiếp chuốn rồng hím rí nâng ở bụng mía rồi bọc đang mình đang đào về ní rồi bọc nhóm miên chú muông sọc bốn đại nhẹ từng óc niên ní sâu tai chiếp bờ thiên phúm mê không nơi sầm mai phôi cột bờ sân mà dương an chậm nội như hai hai dương phơi cao bị phịa nơi ảo vây để ông sao là ca ban tôi tua qua miền bị môn máu dương sừng kết khơi thả không rồ há sọc rồ viếng khai bao về hết cứ sân nước nông đầm ban mùi nước nông phun phịa ủ đỏ đại đầm ban ní viên cứ chỉ cam vật thổ này ca sầm mật sầm rắn tây nông hai ca chân chọc chắc của con ban tôi tua qua đại hai tháng nơi bay đại miền ca sầm mật sầm rắn tây nông ní nhẹ đại chỉ cam vật thổ một sảnh nhà đại chỉ chân đại chỉ mình lúc đại kê tôi chắp vô mà mình tì so một hơi muối cứ miên nhẹ đại thôi ca nơi không cần nhẹ khống cần nhẹ sọc chị đàm hai đời trên hai niên khi vô khơi thả qua rồi miên đại quạt ban đòn ao ní cứ miên ca tẹt tổng nâng ảo vây đại ban ca láng được nập nập sầm máy nút hai viên miên ca tẹt quan chỉ muối nâng ảo vây đại ông qua rồi miên đại ông sang là ca ban tự tu máu nập về môn nổ muối bình tiệt tẹt tông chỉ muối nâng tầm nhẹ tầm nóng sạch nhiệt rồi viên công đây nên khi chỉ muối nâng ở bụng miên bọc quạt sọc bồn các bị ban tổ tua qua làm miền đại ca chúng tôi hôm pin mê thử vị cà phê đấy dân khi nhóm bán phơi ca tổng lại tổng nông liêm chỉ mỗi nông công đấy dân khi nhóm hai dân khi nhóm bán sna tới quạt làm bay quạt phơi ca mình chạy nơi tổng lại tổng nông được bỏ quạt hai dân trong cùng phong tài rong chẳng đại ca đo một bên đường ai cả xa được bỏ quạt là dân khi nhóm rồng băng thả phụ quạt quạt đang đo ai cả xa từng on nô một ao dân khi nhóm vĩnh nơi nông sập đàn ní hai nơi bay đại dân khi nhóm ban tổ tua ai cả xa nông liêm dân khi nhóm đang đặt chun tổ on chúng nông chúng lại làm bay bị cha rằng nè các loại tạo ban nhân trong sông trọng nơi phần này hai sông chun cáp bị cha đàn này tạo ông tạo ông chủng nông chủng này đã mới nứt từ lớp hiệp trầm trở để ca tăng luôn chỉ đam đang rập về ni rập bọc cọt nhưng trong sông ọc cồn chơi một to từ vì cáp việc đây En ce qui concerne la partie civile, E2 barre de fraction 71, qui fait état du décès de son beau-frère à S21 en 1976, tout comme dans le cas précédent, aucun élément n'est versé au dossier. Permettant d'établir le lien de parenté entre la plaignante et la victime et permettant de considérer que la victime ait été détenue à S21. De surcroît, le nom de cette victime n'apparaît pas sur la liste des prisonniers de S21. Oui, Monsieur le Président. Là encore, dans ce dossier, nous avons sollicité auprès du maire de la commune une attestation concernant le lien de parenté.
Nous sommes en effet dans l'attente. Nous avions dit de demander à ce que ce document nous parvienne dans les derniers délais cette semaine. Et j'espère donc être en possibilité dès la fin de cette semaine de pouvoir déposer ce document auprès de la Cour. En ce qui concerne le lien avec S21, en effet, comme l'a indiqué la défense, nous n'avons pas retrouvé le nom de cette victime dans les listes de S21. Néanmoins, l'histoire présente une certaine cohérence puisque Nguyen Strang a été arrêté pour infraction, une faute qu'il aurait commise dans le cadre de son travail, puisqu'on lui aurait reproché d'être parti sans solliciter la permission de ses supérieurs. L'on sait qu'il a été amené à Salachem et qu'ensuite il aurait été transféré à Tutzlang. Il semble donc que dans ce cas particulier, cette histoire, cette déclaration de notre cliente nous permet d'envisager qu'en effet cette personne a pu être incarcérée et écrasée à S21 et là encore nous laissons le soin à la cour d'en décider. Nyat telaka ong chunum chumreh thu sikrei samrach lư kan nei ni chœng banto me tivi ka pia kdai la partie civile E2 barre de fraction 76 se constitue suite au décès de son frère aîné Ung Khoam qui serait selon elle intervenu à Tulslang en 1978 ou 1979. Hormis le fait que la victime et la plaignante portent le même nom, nous n'avons pas d'autres éléments au dossier permettant de rapporter la preuve du lien de parenté entre ces deux personnes. Concernant le second point, le fait que la victime ait été ou ait pu être détenue à S21, seule figure au dossier une biographie de M. Ung Khoam, mais qui paraît difficile à authentifier comme provenant de S21, et là aussi, c'est d'autant plus que le nom de M. Ung Khoam ne figure pas sur la liste des prisonniers de S21. Et c'est d'autant plus que le nom de M. Ung Khoam ne figure pas sur la liste des prisonniers de S21. ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះទី1តកតងជាមួយនឹងភាពប៉ិតប្រកាសនៃប្រតិការដែលថាតើលោកអង្គគំជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកស្រីអង្គវឿនឬក៏ហុលវឿនដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះនោះគាត់បានជាប់នៅគុកទួលស្លែងមែនឬក៏អត់យើងមានប្រវត្តិរូបសង្ខេបមួយរបស់លោកអង្គគំចេញពីមន្ទីរស-21គឺប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលមាននៅក្នុងឯកសារលេខ ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើរឿងហេតុតាំងពីដើមដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគាត់បានរៀបរាប់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1974នៅក្នុងភូមិឈោកឈូកគ្រោះឃុំឈោកស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនៅពេលនោះគាត់បានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានទាហានលន់នល់ចាប់ឲ្យធ្វើ ហើយបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើជាទាហានហើយបញ្ជូនគាត់ទៅសមរភូមិហើយយើងសង្កេតឃើញថាវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលថានៅសម័យហ្នឹងគឺមានការប្រទីនប្រទងគ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពរបស់លន់នល់ហើយចំណុចមួយទៀតយើងសង្កេតឃើញថានៅដើមនៅឆ្នាំ1974ដែលបានដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាបងប្រុសរបស់គាត់បានទៅជួបគាត់ទៅលេងគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពេលនោះយើងមិនដឹងថាតើស្
ងអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាដោយសារគាត់បាត់ខ្លួនទៅសង្គ្រាមបាត់ហើយគាត់បានលេចមុខមកភ្លាមនៅពេលនោះគាត់បានលោកអង្គមជន់រងគ្រោះនឹងគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងម្ដាយគាត់ក៏ប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ថា
រូបគាត់ដែលមានប្រវត្តិធ្វើជាទាហានលន់នល់គេប្រហែលជានឹងបញ្ជូនគាត់ទៅភ្នំពេញហើយនឹងត្រូវដាក់គុកនៅទីនោះហើយក្រុមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាក៏បាត់ព័ត៌មានរបស់គាត់រហូតទៅហើយក្រុមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់កាលពីរំដោះក៏បានរកឃើញប្រវត្តិរូបនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមដាក់ប្រវត្តិរូបនេះឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះ
ដែលបានបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគាត់បានដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់ព័ត៌មានជនរងគ្រោះដែលជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់អត្តតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរូបដែលគាត់បានដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងរូបរបស់លោកអង្គគំនៅស 21ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារមួយដែលធ្វើឡើងជាមួយម្ដាយធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិករបស់អង្គការ សញ្ញាតរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីហើយនឹងជនរងគ្រោះឈ្មោះអង្គគំមួយវិញទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកអង្គគំយើងសង្កេតឃើញគាត់បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់គាត់មានឈ្មោះថាហុលសឿនហើយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររវាងម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងនឹងឃើញមានឈ្មោះដូចគ្នាហើយម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថាសពថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ម្
nhiệt lo hết rồi viên đang vẫn đang đọc về ní chỉ muốn nâng chân đồng cuối một ông quan hai mươi giang tiệt đặc biệt mình chạy căn tại ba thả phố quát bất chiết mình tụm nẹt tụm nóng nhiệt lo hết mến trong mê tụi bao chuyện nhóm bàn sna xong tới con đây mình nẹt nỉ đặc biệt ai quát phơi lịch khách mình chạy bên thèm đặc biệt ông bắt nơi ca sang sái tẹt tông chỉ muốn nâng tụm nẹt tụm nóng nhiệt lo hết nỉ nhưng trong sông ọc cồn chơi mình to mê tụi cà phê cái đây Le cas suivant, Monsieur le Président, concerne E2, barre de fraction 77, où nous n'avons quasiment aucun élément au dossier, tant en ce qui concerne le lien de parenté que la présence de la victime à S21. Et là aussi, je me permets de préciser que le nom de la victime ne figure pas sur la liste des prisonniers de S21. Monsieur le Président, sauf erreur, E277 n'avait pas été listé par les avocats de la défense, sauf erreur. Et cela pourrait expliquer la raison pour laquelle il y a un peu de surprise de ce côté de la barre, si certaines précisions pouvaient être apportées. Merci. Sauf erreur de ma part, M. le Président, je pense que la partie civile E277 initialement devait être entendue par la Chambre et qu'elle a renoncé à son audition. C'est la raison pour laquelle, puisque nous ne l'avons pas entendue, donc la Défense n'a pas pu faire valoir ses observations concernant cette partie civile, je me suis permis aujourd'hui de l'inclure dans le groupe des parties civiles non entendues. Mình tới bên nhà chơi từ pi slash chất sâm bơ từ trong cái nòng đang mình đang làm lý để từ một vừa để chạy cá để chụp một ông như vậy mình té mình bàn một tỷ là bằng nòng cá chơi một vừa từ đây chạy cá để chụp một ông như vậy chẳng hỡi cái cá thằng ông ấy cứ dương mình bàn vừa cá
ក៏បង្ហាញចម្បងគឺដូចនេះមែនប៉ុន្តែការពុកបង្ហាញពីម្សិលមិញគឺបានបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីការបំពេញបន្ថែមនៅ EP 76ដែលជាបន្ថែមនៅដើមរងរដ្ឋនីដែលមានការលះបង់សិទ្ធក្នុងការធ្វើដេតឡាញការនៃជំពូកអង្គជំរះបញ្ហានេះថាតើមេធាវីការពារមេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋនីអាចធ្វើការបង្ហាញនៅហេតុផលនៃការបណ្ដឹងករណីនេះបានទីឬក៏មានតំណពលយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីនេះ Monsieur le Président, ma compréhension, encore une fois, si peut-être que je me trompe, ma compréhension est que cette partie civile appartient au groupe 2. Et si c'est le cas, je ne suis pas en mesure de fournir des informations. មេធាវីក្រុមពីរសូមអភ័យទោសលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារតែព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនបានទទួលមុនដូច្នេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានទេសូមអរគុណលោកអាចឆ្លើយពេលណាបាន ខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះត្រូវការបាទអង្គជំនុំជម្រះដំណើរការថ្ងៃនេះបើមិនចប់ទេនឹងលើកបន្តទៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងពេលវេលាមានតែព្រឹកថ្ងៃស្អែកប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ហានេះគឺបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយនៅពេល ការបង្ហាញអំពីមតិក្នុងការប្រពន្ធតវ៉ាទៅលើដើមរងរដ្ឋនីនេះគឺគេបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលថាមានការប្រែប្រួលនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកការកន្លងមករវាងដំណើរការនៃការលះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការមកចូលរួមដើម្បីធ្វើដេតឡាញការនៃជំពូកមុខអង្គជំរះដោយការកត់សម្គាល់នឹងគឺពាក្យគីមេធាវីការពារក្តី គិតថាប្រសិនបើគាត់មានការមកធ្វើដេតឡាញការនោះឬគឺមានការតទល់គ្នាមានការពិភាក្សាដេញដោលនៅចំពោះមុខបានអញ្ចឹងទីគឺជំរាបលោកថាពេលវេលាដែលសមស្របគឺមានតែមួយព្រឹកគឺព្រឹកថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាអាចមិនដល់មួយព្រឹកផងទេប្រសិនពេលល្បឿននៃដំណើរការដេញដោលនេះមានល្បឿនដូចពេលនេះអញ្ចឹងសូមលោកត្រៀមខ្លួនអង្គជំរះយល់ស្របថា La partie civile E2 par des fractions 81 intervient pour son père, M. M. Théat, et son grand-père, M. M. Sabine. Malgré les documents qui nous ont été remis ce matin, la défense considère que ces documents, à savoir une photo, et nous ne savons pas de qui sont ces photos, ne suffisent pas à établir le lien de parenté entre le client et la victime. De même, il n'existe au dossier aucun élément concernant le fait que la victime ait pu être légitime et pu être détenu en S21. Pour précision cependant, la défense tient à souligner le fait qu'au mois d'août 2009, des documents lui avaient été adressés, mais cependant ces documents qui sont rédigés en langue khmer ne visent pas les victimes évoquées
mais semble concerner un grand oncle, Monsieur Khmer. Donc, ni le père ni le grand-père mais uniquement un grand-oncle. Et quand tout est à de cause, que ce soit le nom du père, du grand-père ou du grand-oncle, aucun de ces trois noms ne figure sur la liste des prisonniers de S21. ជើញមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានទូសមងមុននឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលមេធាវីការពារគាត់បានលើកឡើងទី1តេតតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងជនរងគ្រោះទាំង 3ជាមួយនឹងមន្ទីរស-21ទី2តេតតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនង ញាតិលោហិតរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះអ្នកខ្ញុំធូមសូមធ្វើការពន្យល់ជូនដល់អង្គសាវនាការទាំងមូលនៅមូលហេតុដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបោះបង់ការស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់ចោលកាលពីសាវនាការនៅពេលកន្លងមកនេះកាលពីពេលនោះដោយសារតែនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់ ទោះបីជាមានការខំស្រាវជ្រាវរកឯកសារយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកយើងមិនអាចរកឃើញនៅឯកសារដែលគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ទាំងអស់នេះបានហើយដូច្នេះយើងបានសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងដកចេញនៅការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋអ្វីនេះនៅក្នុងឯកសារនៃមន្ទីរសារមន្ទីរប្រតិកម្មបន្លាយពូជសាស្ត្រទួលស្លែងគាត់បានរកឃើញឯកសារមួយ ដែលឯកសារនោះគឺជាប្រវត្តិរូបអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងហើយឯកសារនេះក្រុមមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំបានដាក់ជូនទៅដល់អង្គសាវនាការគឺនៅក្នុងឯកសារដែលមានលេខ EP/81.3 ARN/0036362474វាគឺជាប្រវត្តិរូបអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងនៅទួលស្លែងហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏បានបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងឯកសារលេខ EP/81.2 គាត់បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះឈ្មោះពតមួយដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបអ្នកទោសចាប់ឃុំឃាំងគឺជាជីតាមីរបស់គាត់អ្វីដែលនៅខ្វះនៅពេលនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថាគាត់គឺពិតជា សច្ញាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឈ្មោះពតមួយមែនហើយយើងខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើលិខិតនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវានឹងមកដល់នៅក្នុងអត្តក្រោយនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនទៅដល់អង្គសាវនាការទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះនៅពេលដែលយើងខ្ញុំទទួលបានភ្លាមតកតងជាមួយនឹងក្រៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងរកបានប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើការក្រុមមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកទៀតយើងមិនបោះបង់ចោលការស្រ
ដោយគ្នាជាមួយនឹងរូបថតរបស់ឪពុកជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាអឹមថតប្រសិនបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបភាពដូចគ្នានៃរូបថតអ្នកតោដែលគាត់រកបាននៅក្នុងឯកសាររូបថតរបស់សហប្រិយអញ្ញាហើយនឹងរូបថតដែលគាត់បានដែលជនរងដែលដើមមិនដឹងរកប្រវេណីគាត់បានផ្ដល់ជូនយើងខ្ញុំថាគឺជាមនុស្សតែមួយបើសិនជាលោកប្រធានអនុញ្ញាតនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅពេលនេះអនុញ្ញាតមន្ត្រីតុលាការយករ
chăng nâng mà xin slide đầm mây bằng hai nhu rút nâng lươi cái chọi cọng tu được tu. Nhiều khi ông xong chụp chụp lục thế này đã xa rút thọt đại nhiều khi ông print trên pi ở ai cả xa nơi không computer bị ai cả xa bảo bị ở nhà năng viên miền lẹ viên miền tổng hôm tội person bảo viên miền cả nộp bạn nơi không cam mới nhiều khi ông xong ở ai khang xong chụp nối bị khang sau từ tua về nhiều khi ông nộp đòn lấy cốt đảm bảo ai cọt bạch trang mà quên person chia miền cả ăn nhàn pi lục bảo tiền person chỉ cần hà rút thọt này viên mình chỉ bàn lọt cướp còn rút thọt này cứ chỉ rút thọt ở bốc rút bò đang mật đăng rập bảo vệ này chứ mua ăn thọt đại dân khi nhóm tựa bàn bị đang mật đăng rập bảo vệ này hai đang mật đăng rập bảo vệ này quạt nâng phơ ca đo nơi lịch khách bằng chị ông bị tùm nẹ tùm nông như là hợp bò quạt nâng bê ở hai chị sắp đang cao này nâng bê đại quạt ách phơ bàn
នេះគឺជារូបថតរបស់ឪពុកជនឪពុកដើមម្ដងរបស់អ្វីនេះដែលក្រុមយើងខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងឯកសារសំណុំឯកសាររូបភាពរបស់សហប្រិយញ្ញា តោះទៀតមន្ត្រីលក្ខៈដករូបភាពចេញរបស់រូបភាពធម្មតាឡើងវិញខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានរូបថតទាំងអស់នេះក្រុមខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនទៅឲ្យមេធាវីការពារដើម្បីគោរពតាមគោលការណ៍ចំពោះមុខហើយក្រុមខ្ញុំនឹងដាក់ជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះនៅឯកសារទាំងអស់នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកដែលខាងយើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដាក់ជូនទៅហើយនេះមួយទៀតហើយមួយទៀត ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលដើមបណ្ដឹងរបស់វិញនេះគាត់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងឃើញភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពិតប្រាកដនៃព័ត៌មានដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យជាមួយនឹងហេតុការណ៍ទាំងឡាយដូចថាអាចថាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអង្គសាវនាការទទួលបានតាមរយៈសាវនាការកន្លងមកនៅក្នុងនោះគាត់បាននិយាយថាពួកគាត់គឺរស់នៅក្នុងស្រុករមៀហែកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប្រសិនបើយើងមើលទីតាំងនេះយើងន
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សាវភឹមហើយយើងនឹងពិចារណាតទៅទៀតយើងនឹងឃើញថាកន្លែងនោះទៀតហើយគឺជាមុខសញ្ញានៃការសម្រិតសម្រាំងផ្ទៃក្នុងពីព្រោះថាបុគ្គលម្នាក់នេះត្រូវបានបកកុម្មុយនីកម្ពុជាចាប់ខ្លួនហើយហេតុអ្វីបានជាបកកុម្មុយនីនោះមិនចាប់បន្តទៀតនៅខ្សែក្រោមរបស់គាត់យើងឃើញថាជីតារបស់ជនជាប់របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលគាត់បានផ្ដល់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ឈ្មោះអាំសាប៊ីនត្រូវបានចូលគេបង្ខំឲ្យចូលបម្រើតបផ្នែកក្រហមហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់បុគ្គលឈ្មោះសាវភឹមឪពុករបស់គាត់អាំធាត់រូបថតអំបញ្ញមិញហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេអោចូលធ្វើជាមេសន្តិសុខនៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះដែរហើយនៅពេលដែរនៅពេលក្រៅមកទេក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានថានៅក្នុងឆ្នាំ1977ពេលហ្នឹងគឺមានពួកនិរដីចូលទៅក្នុងតំបន់នោះហើយពួកនិរដីនៅពេលដែលគេចូលទៅដល់ព្រមគេចាប់ដាំដើរចាប់ប្រជាជនគេដាប់តាមដើរចាប់អ្នកដែរមនុស្សជាច្រើនទៀតហើយនៅពេលមួយគេបានហៅជីតារបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីហើយនិងឪពុកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីហ្នឹងទៅចុំនៅកណៈស្រុកនៅស្រុករមៀហៃហ្នឹងហើយគេក៏ចាប់ខ្លួនគាត់ហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលនោះគេមិនត្រឹមតែចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងមើលទូនីតិរបស់ឪពុកហើយនិងជីតារបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីយើងនឹងឃើញថាគាត់មានមុខតំណែងនៅក្នុងកណៈឃុំនៅក្នុងកណៈស្រុករមៀហៃហើយបើសិនបើយើងមើលតាមដានព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យទៀតនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនឪពុកហើយនិងជីតារបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីហើយយើងសង្កេតឃើញថាពួកនិរដីដែលចូលនោះគេចាប់ដើមជំនឿប្រជាជនដែលនៅនឹងតាំងពីដើមហ្នឹងចេញរហូតនៅក្នុងនោះក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានមានការជំនឿពី3ដំណាក់ជំនឿគ្រួសាររបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺចេញដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យយើងជឿបានថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺជាការពិតដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអរប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមដាក់ការវិភាគហើយនឹងឯកសារផ្ដតាំងទាំងអស់នេះជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីធ្វើការសម្រេចពិចារណាទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃពាក្យសូមតាំងខ្លួនរបស់គាត់នាងខ្ញុំសូមអរគុណអញ្ជើញបន្តមេធាវីកាពីEn ce qui concerne la partie civile, E2, barre de fraction 82, très peu d'éléments figurent au dossier. Aucun élément ne rapporte la preuve du lien de parenté entre le plaignant et la victime. Aucun élément ne démontre que la victime ait été à F21. ហើយមិនមានអ្វីបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះនោះពិតជាបានរងគ្រោះនៅស21ហើយជនរងគ្រោះនោះក៏មិនមានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីអ្នកទោសរបស់ស21ដែរនាងខ្ញុំអរគុណដូចដែរខាងសាស្ត្រាតាមរបស់នាងខ្ញុំមេធាវីអន្តរជាតិគាត់បានលើកឡើងពីដំបូងនៅការកត់សម្គាល់ជាដំបូងរបស់គាត់តកតុងហើយខាងព្រះអញ្ញាក៏បានគ្រប់គ្រងដែរថា
បើសិនជាយោងតាមវិធាន 88យើងសង្កេតឃើញថាផុសតាងគឺអាចផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងរឿងព្រមត្តនគឺដោយគ្រប់តាមគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ផុសតាងគឺដោយសេរីដូច្នេះវាមិនមានការសង្ស័យទេនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាទៅលើព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះថាលោកមនសុធាគាត់បានបាត់បង់ម្ដាយរបស់គា
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះយើងនឹងឃើញថាម្ដាយរបស់គាត់លោកស្រីសានសុភលីងយើងនឹងឃើញថាម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសខ្មែរគាត់មានគម្រោងដើម្បីនឹងនាំគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលទៅរស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែ ដំណើររបស់គាត់ត្រូវបានអាក់ខានដោយសារមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយនៅថ្ងៃទី15មេសាដោយសារជ័យជំនះរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមគាត់មិនអាចទៅទាន់ជើងយន្តហោះហើយប្តីរបស់គាត់ក៏មិនអាចមកទាន់ពេលវេលាដែរយើងមើលនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់គេបាននិយាយថានៅតាមផ្លូវពេលដែលខ្មែរក្រហមជម្លៀសគាត់លោកស្រីសាមសុខដឹងក៏បានតវ៉ាជាមួយនឹង កងទ័ពខ្មែរក្រហមគាត់ថាតើធ្វើបដិវត្តន៍យ៉ាងម៉េចបានជាជំនឿប្រជាជនដោយសាធិធានអញ្ចឹងឋានៈប៉ិនខ្ញុំនេះវាសមតែលោកយកឡានមកដឹកខ្ញុំទេមិនសមបាច់ដើររបៀបនេះទេហើយគាត់បានប្រាប់កងទ័ពខ្មែរក្រហមទៀតថាគាត់ចង់ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញដើម្បីកែប្រែរបបផ្សេងប្រៃផ្សាយបែបនេះហើយកងទ័ពខ្មែរក្រហមពិតជាបានបញ្ជូនគាត់ទៅក្រុងភ្នំពេញវិញឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើគេបញ្ជូនគាត់ទៅទីក្រុងភ
ាត់ទៅដាក់នៅកន្លែងណាប្រសិនបើយើងពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានដែលជនជាប់ចោតគាត់បានផ្ដល់ជូនអង្គសាវនាការវិញគាត់បានប្រាប់យើងជាច្រើនជាហោហាយយ៉ាងលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយកំទេចខ្មាំងរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាមន្ទីរស-21គឺជាយន្តការអូក្រិតកម្មមួយរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាដើម្បីកំទេចខ្មាំងហើយនៅក្នុងមន្ទីរស-21នោះហើយទូនីតិសំខាន់របស់គាត់ផ្សេងពីការកំទេចខ្មាំងហើយគឺការស្វែងរកខ្សែក្បត់របស់ខ្មាំងតាមរយៈការធ្វើទារុណកម្មដើម្បីទាយកចម្លើយដូច្នេះហើយតាមព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យនេះយើងសង្កេតឃើញថាហើយតាមម្ដងរដ្ឋប្រវេនេះក៏គាត់ដឹងដែរថាគេបញ្ជូនម្ដាយរបស់គាត់ទៅភ្នំពេញគេមិនសម្លាប់ភ្លាមដោយសារគេចង់សូបរើខ្សែធំរបស់គាត់ហើយដូច្នេះហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះនាងខ្ញុំជឿថាជាព័ត៌មានពិតហើយដែលអាចមានតម្លៃជឿបានដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមដាក់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅដល់អង្គសាវនាការដើម្បីធ្វើការពិចារណាហើយនាងខ្ញុំក៏មិនបោះបង់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរកឯកសារបន្ថែមបន្តទៀតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងពាក្យសុំរបស់គាត់ហើយនាងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធនៅពេលណាដែលនាងខ្ញុំបានទទួលឯកសារទាំងអស់នោះបន្ថែមនាងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនទៅអង្គសាវនាការភ្លាមហើយមួយទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីការពីក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងញាតិលោហិតដោយគ្នាជាមួយនឹងកូនក្តីដតីទៀតតែនាងខ្ញុំបានស្នើទៅកូនក្តីនេះហើយហើយនាងខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំចម្លើយរបស់គាត់វិញដោយរំពឹងថានឹងបាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងដាក់ជូនទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះនាងខ្ញុំសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយយ៉ាងទៀតដោយសារកាលវិភាគនៃដំណើរការតាមការមានការប្រែប្រួលដែលហេតុផលចាំបាច់ដូចអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានប្រកាសជាជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុនិងសាធារណជនកាលពីព្រឹកមិញថារឿងរសៀនេះអង្គជំរះមិនអាចដំណើរការតាមការបានទីដោយមិនធ្វើតាមការទីនៅរសៀនេះត្រូវដោយចាំបាច់ត្រូវប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនហើយដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពលើកទៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9អនុរៈមន្ទីរឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាធារណការនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង9សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ